Vợ chồng mình xin kính chào cả nhà nha, kính chào các cô chú, các anh chị đang xem kênh Má Lá Tình Quê. Ngày mới xin chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe nha cả nhà, thật nhiều may mắn trong công việc nha. Cái này là cái hàng gào của mình cả nhà. Các bạn biết không, hàng gào mình làm gào giả chiến á, cái mình trồng mấy cái tre nè, mấy tre với mấy cái lưới này là lưới của dây leo á. Cái mình làm gì, cái mình trồng cái qua đầu biết này nè, leo đi rất là đẹp luôn. Có chiếc ghe chạy ngang đẹp quá, này chắc ghe lúa. Đây qua quá trời đẹp nè cả nhà, tuyệt vời. Xa xa mình trồng một bụi qua đầu biết, một thời gian nữa là nó lên nè, nó lên như thế này nè, là cái gào mình rất là đẹp luôn á các bạn. Bên đây cũng có con cây nữa nè, đang lên nè. Một thời gian nữa là nó lên bít, là hàng gào này rất là đẹp luôn á, bông nở đẹp lắm. Đây bên đây có nữa nè các bạn, mình trồng thưa chứ giờ nó bò lên nè, quá trời đẹp luôn. Mình trồng dài bên kia luôn. Ở đây được mấy bụi bạc hà, vợ mình trồng mấy bụi bạc hà để dành để ăn, làm như không có cho đi nữa, đâu cho lên cho nó tốt. Cái này để nấu canh chua này nọ đồ có nó cũng đỡ lắm á các bạn, đỡ tốn tiền lắm á. Bên kia bắp ra lên này, bắp bên kia bắp mình trồng để cho đứa con gái á, Tết nó về quê á, rồi có cho nó ăn, lên thấy cũng tốt quá, cũng vui quá nè, nhóc luôn nè, rất là nhiều luôn. Còn đám bắp trong kia là sắp sửa tàn rồi, trái già quá ăn không hết có ai. Trời, mấy con cá này tươi quá em à, mấy cá tươi định làm gì ăn đây em? Không biết nữa, nó ăn chua hay gì? Bây giờ nó ăn chua đi, nó ăn chua cá. Thì bình thường cá chẽm này ta làm gì ăn ta? Cá chẽm có ai kho không, chiên gì không? Chiên có. Bây giờ mình lấy kho một... sẽ bóng không có. Không, bây giờ mình lấy một con cá chẽm bự này làm mình chiên, còn mấy cái kia mình nấu chua khỏi kho. Được không? Sao cũng được. Hay là kho, thôi em làm gì làm đi. Vợ chồng mình xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình có đi chợ mình mua mớ cá này cả nhà. Cá này là cá chẽm, cái này là cá nâu. Còn mình có mua nửa ký ngó sen nè. Ngó sen này mình mua về mình nấu canh chua với cá chẽm ăn. Bây giờ cá chẽm mình lấy hai cái đầu mình đem, với cá nâu này mình đi nấu canh chua đi ha. Rồi cái đuôi thì mình đem đi chiên mặn, ăn cơm với canh chua. Bây giờ xin mời cả nhà vô bếp với mình nha. Giờ mình bắt cơm lên trước, mình sẽ làm đồ ăn. Mua cá nâu mình lựa cái thịt á, có thịt á nó dày gì nè, là nó thịt. Rồi mấy cá nâu mà ở dưới này nó mỏng mỏng á, không có thịt thà chứ. Cá này mà nấu chua ăn là ngon với phô mai rồi. Trộn mỡ luôn kìa. Chồng ơi, trong nhà coi chậm được cơm chồng ơi. Thank you.
Giờ cá mình mặn cũng sạch rồi, bây giờ mình vô mình rửa lại. Với nãy mãi mình có bẻ mấy lá ngò, đang hồi mình vô mình nêm canh chua. Giờ mình đổ cái thang. Hai con cá này thật không? Đây nè, mấy ngò đó. Mình rửa lại rồi mình hãy nêm chẳng mình sạch kia. Bây giờ sen này mình sắc ra, mình nấu canh chua mình sắc dày dày vậy nè. Đừng có chế đầu lòng nè, như bẻ nè, nấu chung luôn. Ồ, đầu lòng bẻ ăn hoài không hết, giờ còn nhóc mãi ăn không? Quá trời em ơi, nhìn bẻ mấy chế đầu lòng á, nhóc luôn rồi, không có kịp. Cái này sắc nấu chua chắc được mà em ha. Mời chiều gì mình đi chợ, mình đi ngang nhà chị Hai á, mình bẻ cho chị Hai ăn chứ. Quá trời. Bẻ bớt thời gian. Ừ, với ba cái bắp đó. Ồ, sắc này gốp gốp à, mềm. Chưa có hột bự chứ nè. Ngon mà em. Ngon. Khá ngon. Bây giờ mình dùng múc ra nửa chén giấm, đằng mình bỏ vô sen cho nó trắng. Mình bỏ vô đây mình ngâm sen cho nó ra cái sình rồi. Giờ cá mình mằn rửa sạch sẽ rồi, giờ mình đem ra mình ốp, đằng mình hầm chiên. Mình lấy mấy cái khứu đuôi này nè, mình đem đi ốp. Rồi mình ốp gia vị vô. Mình cho muối 2 muỗng vô. Hạt nêm muỗng. Một ít bột ngọt. Nửa muỗng tiêu. Mình cho tỏi nửa muỗng vào luôn. Bây giờ mình ốp vô cho này nó thấm. Rồi mình nhúm lửa rồi nè, mình bắt chảo lên, đặng mình phi tỏi mình nấu canh chua. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô. Rồi cho tỏi vô mình phi luôn. Giờ mình phi tỏi vàng rồi mình lấy cái tép tỏi ra nè. Rồi cái nước mình đãi làm nó chua. Còn mình cho nước vô luôn. Giờ cơm chín rồi mình xới cơm. Chiều nay mình nấu cơm mình đổ nước thôi, lỡ tay nó nhão rồi. Cơm nấu khô mới ngon nè. Mình có nuôi keo con mẻ nè, hôm nay nó đã chua rồi, mình đem ra đặng mình nấu canh chua. Đẹp ha. Ừ. Mình ăn, mình múc ra đi đặng ngày mai mình nuôi ấy, mình cho ăn lại. Bỏ cơm mới vô. Ừ. Giờ sẽ hồi đổ vô keo khác. Bây giờ nước cũng sôi rồi, mình bỏ con mẻ vô mình lượt trước. Cháy ra ngoài khó được. Giờ mình lượt con mẻ cũng xong rồi, mình bỏ cá vô. Rồi giờ cũng chín rồi, giờ mình hớt bọt ra.
canh chua con mẻ các bạn được thấy ngon quá em ha. Ừ. Mạnh phái với con mẻ chua thanh dễ ăn gì đâu. Ừ. Giờ mình bỏ sen vô. Sen này cũng mau chín á. Đậu gồng sen rồi mình bỏ vô luôn đi. Rồi mình bỏ sen với đậu gồng vô rồi mình nêm luôn. Mình cho 3 muỗng đường vô. Canh chua mình nấu chua chua ngọt ngọt nó mới ngon. Rồi mình cho nửa muỗng bột ngọt ha. 2 muỗng muối. Hạt nêm mình cho vô 1 muỗng. Rồi mình chọn 3 gia vị mình bỏ vô nè. Rồi sen với đậu gồng mình cũng bỏ vô từ bây giờ cũng vừa chín tới thôi nó mới ngon giòn. Bây giờ mình bỏ ngò rồi vô. Cùng cho miếng tỏi phi vô. Rồi cái này mình múc ra chín rồi. Còn hèm ha. Ừ. Con chua mua con mẻ là ngon nhất. Rồi mình cho miếng ngò ớt lên. Rồi tỏi phi vô. Chảo nóng mình cho dầu vô. Chiên cá em. Chiên cá. Lửa cháy quá. Giờ mình cho mấy củ hành tím vô. Mình cho cá vô mình chiên. Cá dầm cực không em? Ờ, cái chẻm mà ngon nhất á. Giới với hành tím nó cho họ ăn cơm được. Ngon, thơm. Đang thấy ăn hả? À? Ngon. Mẹ nó ụ chưa? Ừ. Anh em nó bụng chưa? Nó cơm lè lè ăn hả con ha? Nó bụng quá trời đó, bụng rồi. Giờ cá cũng vàng rồi, giờ mình chở nó qua. Mình gáy ra. Rồi nó vô. Cơm bắt mát. Cho có tỏi nè, với mình phi hành vô á. Nó thơm. Mình đổ vô vô vậy. Rồi cá cũng vàng rồi, mình gắp cho dĩa luôn. Nãy mình có vớt mấy cái củ hành ra nè. Giờ mình bỏ ra cá luôn, đem ra ăn. Chồng mình khoái ăn củ hành. Mình chiên hơi vàng vàng. Xin chào cả nhà nha. Xin chào các cô chú, các anh chị. Bữa cơm của vợ chồng mình cũng đã chín rồi. Hôm nay là mình ăn canh chua con mẻ. Cá chẽm với cá nâu. Nấu với đậu gồng với nó sen. Chứ còn cái khứa đuôi này giờ mình đem xin mời ăn cơm. Xin mời cả nhà dùng cơm nha. Xin mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Ăn cơm một trẻ nha. Trang miếng canh này. Canh chua con mẻ này về rất dễ ăn. Con mẻ thơm. Ngon. Mà ngồi trên nó cứng à. Đậu gồng mới mềm á. Ừ, nó giòn. Chẻm mới thịt xong là cả nhà. Nộp tỏi á, cái tiêu quá thơm quá trời thơm. Ngon.
bỏ cá nâu vô nước mắm ăn béo à. Đúng không? Chan với nước canh vô rồi húp cho nó ngon, nước này quá trời ngon rồi. Cái nâu này béo lắm á. Ừ. Ừ. Ngon quá. Thơm mắm. Nên là cũng trễ. Có hai vợ chồng mà không có con nít, muốn ăn giờ nào nấu khỏe. Không à? À. Ừ. Ừ. Nó béo không mày? Béo. Béo quá. Ừ, cái nồng nó béo thiệt, béo lắm mà các bạn. Cái này là kho với mè non ha, ha. Ừ. Rồi còn cái giác. Ngon lắm. Giờ sống trắng nha. Cái cơm này ai mới được hết á. Bạn nó không bà mới. Bữa nay thay đổi chỗ. Để phong thủy để cho cả nhà xem nhiều nhiều, hai chồng mình đổi qua đổi lại hoài luôn. Chả ơn ngon. Ngon quá. Chát là canh dầu khoái canh chua. Canh chua dễ ăn. Canh chua vợ ăn là chịu nhất. Mẹ ngon quá. Ủa, thịt con ngon quá. Không, không, không.